Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón len cho bé. Ở phần thân nón mình có móc xen kẽ một đường móc màu xanh. Trên đỉnh nón thì có móc một cuốn ba lá. Phần thân nón thì có móc ba cái hoa, trang trí ở ba điểm đều nhau phần thân nón. Ở vành nón thì mình có móc họa tiết bèo và có đường viền màu xanh nổi lên như thế này. Đây. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm và kéo cắt len bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để móc phần thân trước đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 và 6 khi móc được 6 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời á, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc cho mình 6 chân móc ở cái vòng tròn đầu tiên mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc khi móc đến cuối vòng thì ở vòng tròn này mình được 12 mũi móc đơn tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc bên cạnh hai mũi kép đơn cùng chân móc chân móc kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc chân móc kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc, móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên bên này, móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. chân móc bên cạnh là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới đây chân nằm chính giữa của hai chân móc này móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới đây các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc Như vậy là mình đã móc được các cái cụm chân móc xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây. Các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Cũng móc một mũi kép đơn vào chân kế bên. Và chân kế tiếp là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì mình được thêm một cụm chân móc, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng các cái cụm móc xen kẽ, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tương tự, hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc kế tiếp sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ở đây mình đã tạo ra được các cái cụm chân móc, hai mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này móc tương tự cho đến cuối vòng cụm móc hai chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chân móc thứ ba sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc sau khi móc đến cuối vòng các cái cụm chân móc tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn khi móc được 3 mũi kép đơn liên tiếp tiếp tục móc vào chân móc kế bên này là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình vừa tạo ra được một cụm chân móc gồm có 5 mũi móc như thế này tương tự ba chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì chân móc thứ tư sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình cũng tạo ra được một cụm chân móc 5 mũi móc các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này móc tương tự đến cuối vòng và để ý cho mình ở hàng móc này hai mũi kép đơn cùng chân móc ở mỗi chân móc thì hàng móc phía trên sẽ là một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc hàng móc tiếp theo là hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc và hàng phía trên là ba mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự cho mình cũng thêm mũi tương tự thêm vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới các bạn móc tương tự các vòng móc còn lại cho đến khi vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng cũng móc thêm mũi cho mình vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha hàng móc này mình sẽ móc 3 chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở chân móc thứ tư sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại Ở đây tính hai vòng tròn mũi đơn là một hàng móc thì mình đã móc lên được 6 hàng móc đều nhau và thêm mũi như thế này. Vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Đối với những size lớn hơn thì cái vòng tròn thứ bảy sẽ là vòng tròn quyết định vòng đầu của cái vòng nón. Nếu tăng một mũi móc thì các bạn có thể tăng một mũi bất kỳ ở cái vòng tròn này. Tăng hai mũi thì tăng ở hai điểm đối diện nhau. 3 mũi thì tăng tam giác 4 mũi thì tăng tứ giác Các bạn có thể chia đều cho mình ở cái vòng tròn thứ bảy này Để vòng tròn của mình nó không có bị chênh lệch Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc thứ bảy này Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn Tương tự chân kế bên móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Khi gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó móc qua chân kế bên một mũi kép đơn. Thì ở chân móc này mình sẽ không tăng mũi nè. Các bạn làm tương tự cho mình các chân móc còn lại, móc cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và tăng cho mình một điểm bất kỳ ở cái vòng móc này. Sau khi móc đến cuối vòng thì ở vòng móc này mình đã tăng một điểm ở cái chân móc này nè. Đây, tăng vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới. Ở vòng móc này mình tăng một chân móc. Một chân móc bất kỳ. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ta kéo dài sợi len màu trắng, sau đó thay sợi len màu đen để mình móc phần viền ở đây. Ở sợi len màu xanh này các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó ta đâm kim vào chân móc cuối cùng chân móc mũi dời của cái phần thân nón á đây đây là chân móc mũi dời nè các bạn đâm kim vào chân móc mũi dời này sau đó đưa nút mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi kép đơn chân bên cạnh của móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng thì khi móc cũng dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng màu xanh này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì mình đã viền được một hàng viền màu xanh bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo các bạn đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời cuối cùng của cái hàng móc màu xanh này đâm kim vào chân móc mũi dời cuối cùng đây đây là chân móc mũi dời nè đâm kim vào đây ở sợi dây màu trắng này có móc thêm hai mũi móc xích nè để bằng với chiều cao của mũi móc ta đưa chân móc vào kim sau đó kéo sợi len dài để cái chân móc này nhỏ lại và đưa chân móc này qua chân móc mũi dời mà mình vừa đâm kim á. Đây. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại thì hàng móc này ta sẽ móc tương tự như cái hàng móc màu xanh nha. Cũng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì ở các chân móc cuối cùng này nè, ta có cái sợi len thừa màu xanh. Các bạn móc cho mình giấu sợi len thừa này vào trong mũi móc luôn. Đây, thì sợi len thừa sẽ được giấu vào trong mũi móc. Làm tương tự cho hai chân móc cuối cùng. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì mình sẽ kết thúc được cái hàng móc màu xanh nè. Đây. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự cho mình, tương tự như cái hàng màu xanh mà mình vừa móc á cột móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến khi cái chiều sâu từ đỉnh nón xuống cái hàng móc mà mình thêm vừa đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng cũng móc cho mình tương tự như hàng móc mà mình vừa móc nha mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại thì ở đây mình đã móc thêm được các cái hàng móc tương tự ở chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình vào chân móc kế bên. Móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền cái phần viền này lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã viền được phần thân nón, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành nón. Thì ở cái hàng móc đầu tiên này, mỗi chân móc ta sẽ có hai đường móc. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài nha. Đây, đây là chân móc phía ngoài nè. Tất cả các cái mũi móc ta đều móc vào cái chân móc ở phía ngoài này. Thì ở chân móc đầu tiên cũng tương tự, có hai chân móc các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc ở phía ngoài móc vào cái chân móc ở phía ngoài này hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc và cũng móc cho mình vào chân ở phía ngoài nha móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc và cũng đâm kim vào cái chân ở phía ngoài Thì ở đây mình đã tăng thêm được các cái mũi móc như thế này nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài nha. Mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng, mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì phần vành của mình nó đã có cái độ cong lại như thế này nè cái hàng móc mũi đơn này nó sẽ giúp cho cái phần vành nó nó không bị rộng tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích ở hàng móc tiếp theo này mình sẽ làm cho cái phần vành này nó có cái độ cong lượng sóng nhiều hơn móc vào chân móc đầu tiên này hai mũi kép đơn cùng chân móc chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc các chân móc kế tiếp cũng làm tương tự mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng cũng móc cho mình vào mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc sau khi móc đến cuối vòng thì cái phần vành của mình nó đã có cái độ bèo như thế này nè đây tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ viền cái đường viền màu xanh vào phần bèo của nón để cho cái phần bèo này nó có điểm nhấn ta sẽ dùng sợi len màu xanh để viền lại các bạn đưa cho mình sợi len màu xanh ra phía sau mũi móc đây đâm kim cho mình vào chân móc mũi giờ cuối cùng của cái phần vành á đâm kim vào chân móc mũi giờ cuối cùng sau đó móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha móc tiếp vào chân kế bên một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì sau khi giấu được sợi len thừa màu xanh vào trong mũi móc thì ở đây mình có trang trí thêm ba cái hoa ở xung quanh phần thân nón. Thì ba cái hoa này mình sẽ trang trí đều nhau ở phần thân nón, chia ra ba điểm đều nhau như thế này. Ở cái hoa này mình đã có hướng dẫn ở clip trước thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần cuốn lá. Các bạn dùng cho mình sợi len màu xanh, tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn vừa tạo chín mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 khi móc được chín mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốt lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào cho mình chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân kế bên này một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn thì ở vòng tròn này mình đã tạo ra một đường xoắn ốc như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự cho đến khi ta được cái chiều cao của cái phần cuốn lá mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cứ móc xoắn ốc tương tự sau khi móc được chiều dài của phần cuốn lá thì ở chân móc cuối cùng này các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 6 mũi móc 2 3 4 5 và 6 thì 6 mũi móc xích này sẽ là chiều dài của phần thân lá nè các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ sáu một mũi dời chân móc thứ năm móc một mũi móc đơn chân thứ tư móc một mũi nửa kép chân móc thứ ba móc một mũi kép đơn thì ở đây mình còn lại được hai chân móc nè hai chân móc này các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đôi vào mỗi chân móc ta lấy lên lên kim hai lần sau đó đâm kim vào chân móc thứ hai móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục móc và kéo len qua hai chân móc trên kim và cuối cùng móc tiếp cho mình kéo len qua hai chân móc trên kim thì mình được một mũi kép đôi như thế này tương tự cho chân móc cuối cùng cũng lấy len lên kim hai lần đâm kim vào chân móc cuối cùng móc và kéo len qua chân móc Móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, tương tự kéo len qua hai chân móc trên kim và cuối cùng kéo len qua hai chân móc cuối cùng thì mình được một mũi kép đôi. Ở chân móc mũi đơn cuối cùng này mình không kết mũi thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc mũi đơn này, móc cho mình một mũi kép đôi, cũng lấy len hai lần và đâm kim vào thân chân móc. Sau đó kéo len lần lượt qua hai chân móc trên kim. Thì mình được thêm một mũi kép đôi tiếp tục ở phần cuốn lá nè ở phần cuốn lá này thì các bạn chừa cho mình hai chân móc kế bên hai chân móc kế bên của phần cuốn lá và móc vào chân thứ ba một mũi dời thì mình đã hoàn tất được một phần thân lá như thế này từ chân móc này tiếp tục móc lên một dây móc xích dài 6 mũi móc 1 2 3 4 5 và 6 thì phần thân lá này cũng tương tự như phần thân lá phía bên này cũng móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ sáu một mũi dời chân thứ năm móc một mũi móc đơn chân móc thứ tư móc một mũi nửa kép chân thứ ba móc một mũi kép đơn hai chân móc cuối cùng này sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đôi cũng lấy lên hai lần lên kim đâm kim vào chân móc và kéo lên lần lượt qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên hai lần đâm kim vào chân cuối cùng móc và kéo lên qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, tiếp tục kéo len qua hai chân móc trên kim và cuối cùng kéo len qua hai chân móc còn lại, thì mình được một mũi kép đôi. Tương tự ở cái phần cuốn lá các bạn cũng bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên, bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi dời, thì mình được thêm một cái cánh lá như thế này. Thì ở cái phần cuốn này các bạn có thể dừng lại ở hai cánh lá hoặc có thể móc thêm một cánh lá cuối cùng. Từ cái điểm này móc thêm lên cho mình 6 mũi móc xích 2, 3, 4, 5 và 6 Sau đó làm tương tự cho mình một cánh lá Cũng móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 6 một mũi dời Chân thứ 5 móc một mũi móc đơn Chân thứ 4 móc một mũi nửa kép Chân thứ 3 móc một mũi kép đơn về hai chân móc cuối cùng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đôi vào mỗi chân móc, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc và kéo len qua hai chân móc, kéo len qua hai chân móc, tiếp tục kéo len qua hai chân móc cuối cùng, lấy len hai lần lên kim, đâm kim vào chân cuối cùng, móc và kéo len qua chân móc, sau đó móc và kéo len lần lượt qua hai chân móc trên kim, cho đến hai chân móc cuối cùng thì ta được một mũi kép đôi và được thêm một cánh lá các bạn móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cái phần cuốn lá đây cái chân móc cuối cùng này móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó ta dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình cái phần cuốn lá này lên cái phần đỉnh nón sau khi may cố định cuốn lá vào trong thân nón thì mình đã hoàn tất được một mẫu nón len cho bé vành bèo xinh xắn như thế này chúc các bạn thành công